Các bạn thân mến, tiết đạo đức hôm nay cô sẽ dạy cho các bạn đó là bài lịch sự khi nhận và gọi điện thoại tiết 2. Trước khi vào bài mới, cô sẽ kiểm tra kiến thức cũ. Hãy nêu những việc nên làm và không nên làm khi nhận và gọi điện thoại. Cô cho các bạn khoảng 5 giây để các bạn suy nghĩ lại kiến thức cũ để mình trả lời. Đây là đáp án của cô. Việc nên làm: nhất, ống nghe nhẹ nhàng, tự giới thiệu mình, nói năng nhẹ nhàng, từ tốn, rõ ràng, đặt ống nghe nhẹ nhàng. Việc không nên làm: đặt ống nghe phát ra tiếng động lớn, nói trống không, nói quá bé, nói quá to, nói quá nhanh, nói không rõ ràng. Vừa rồi cô vừa ôn lại cho các bạn kiến thức những việc nên làm và không nên làm khi nhận và gọi điện thoại. Để khắc sâu hơn kiến thức trên thì tiết học hôm nay chúng ta sẽ học bài lịch sự khi nhận và gọi điện thoại tiết 2. Sau đây cô có một bài tập. Em hãy nêu cách ứng xử các tình huống sau. A. Bạn nam gọi điện thoại cho bà ngoại để hỏi thăm sức khỏe. B. Người khác gọi nhầm số máy đến nhà nam. C. Tâm định gọi điện thoại cho bạn nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người khác. Chúng ta sẽ thực hiện tình huống thứ nhất. Bạn nam gọi điện thoại cho bà ngoại để hỏi thăm sức khỏe. Vậy muốn hỏi thăm sức khỏe bà thì khi gọi điện thoại bạn nam sẽ nói gì? Và thái độ của bạn nam ra sao? Theo các bạn thì bạn nam cần nói gì? Sau đây cô có một đoạn video nói về tình huống mà bạn nam đã xử lý. Thấy được bạn nam đã lễ phép chào bà và nói năng rõ ràng và lịch sự. Tiếp tục chúng ta sẽ qua tình huống thứ hai. Người khác gọi nhầm số máy đến nhà nam. Bây giờ có một người gọi điện cho mình nhưng mà gọi điện cho người khác nhưng mà gọi nhầm vô số máy của mình thì mình sẽ ứng xử như thế nào? Các bạn sẽ suy nghĩ. Đây là tình huống của bạn nam. Thì các bạn đã thấy được, nghe được đoạn hội thoại mà người khác đã gọi nhầm vào bạn nam, mà bạn nam đã biết chào hỏi lễ phép và nói chuyện rất là nhỏ nhẹ. Chúng ta sẽ qua tiếp tục tình huống số 3. Tâm định gọi điện thoại cho bạn nhưng lại bấm nhầm số máy nhà người khác. Rồi bây giờ mình định gọi điện thoại mà bây giờ bấm nhầm
qua điện thoại người khác rồi, mình lỡ rồi, thì giờ mình sẽ làm sao đây? Mình nói gì với cái người bên kia? Vậy theo các bạn, nếu các bạn là tâm thì các bạn phải xử sự như thế nào? Các bạn sẽ suy nghĩ trong vòng 3 giây để trả lời cho cô nhé. Đây là một đoạn video nói về tình huống mà bạn Nam, bạn Tâm đã xử sự khi đã gọi nhầm số điện thoại của người khác. Thấy bạn Tâm khi gọi nhầm điện thoại đến nhà người khác thì bạn Tâm đã biết xin lỗi, lễ phép và chào hỏi. Theo các bạn, cách trò chuyện của những bạn trong điện thoại như vậy là đã lịch sự chưa? Vì sao? Dù trong tình huống nào thì mình cũng cần phải cư xử lịch sự và nói năng rõ ràng, rành mạch. Các bạn đọc lại cho cô kết luận 2 lần. Tiếp tục, cô có phần bài tập sau đây. Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Có người gọi cho mẹ khi mẹ vắng nhà. Câu 2. Có người gọi cho bố nhưng bố đang bận, không thể tiếp chuyện được. Số 3. Em đang chơi ở nhà bạn. Bạn vừa ra ngoài thì chuông điện thoại reo. Vậy theo các bạn, có người gọi cho mẹ khi mẹ vắng nhà thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ nói gì với người gọi điện thoại cho mẹ? Cô sẽ cho các bạn xem một cái đoạn video. Alo, con nghe đây ạ. Ai đây ạ? Alo, con đấy hả? Vâng ạ, chú là ai ạ? Sơn đây. Hồi lâu quá không nghe thấy giọng bo nhỉ. Chú Sơn nào nhỉ? Vẫn hay đến nhà bo hồi bé tí. Chắc bo không nhớ rồi. Nhà cháu ở chung cư XS phải không nào? Vâng đúng rồi ạ. Cháu đang ở nhà trong nhà chú ạ. Bố mẹ cháu không có nhà đâu ạ. À thế hả? Bo chung nhà được cơ à? Giỏi quá. Chú qua nhà bo chơi tí nhỉ. Chú vừa công tác về có quà cho cả nhà. Nhà cháu ở số nào nhỉ? Vừa rồi thì chúng ta đã nghe cái đoạn hội thoại nói chuyện giữa bạn Bo với một người khách. Thì bạn Bo đã biết cách xử sự là bằng cách bạn Bo đã trả lời là báo là bố mẹ của bạn không có ở nhà để cho khách biết. Vậy khi mà có người gọi điện thoại cho mẹ hoặc cho ba gì đó khi vắng nhà thì điều đầu tiên thì các bạn nhớ là mình phải lễ phép, mình chào hỏi người lớn,
người đã gọi điện thoại cho mẹ hoặc bố mình không có nhà, rồi bây giờ mình có thể là mình hẹn bác đó lúc khác sẽ gọi điện lại, hoặc mình có thể mình thông báo cho bác đó là khi nào mẹ mình về. Nếu như mình biết được khi nào mẹ mình về thì mình sẽ nói cho bác nó biết. Tình huống tiếp theo, có người gọi cho bố nhưng bố đang bận không thể tiếp chuyện được. Theo các bạn mình cần phải làm gì? Mình cần phải nói rõ với khách là bố của mình đang bận, xin bác chờ một chút hoặc một lát nữa thì khách hoặc là bác hãy gọi lại cho bố hoặc mẹ cháu. Tình huống tiếp theo, em đang chơi ở nhà bạn, bạn vừa ra ngoài thì chuông điện thoại reo, vậy thì mình phải làm gì? Chúng ta lúc đó sẽ nhận điện thoại, mình sẽ nói nhỏ, nhẹ, nhẹ nhàng, rồi mình tự giới thiệu mình, hẹn người đó một lát nữa sẽ gọi lại, hoặc là mình nói với người đó chờ một chút nữa gọi lại ha, để cho một chút nữa đó, để mình sẽ đi kêu bạn đó về nghe điện thoại thì cách nào cũng được. Rồi, khi gọi điện thoại các bạn mình nhớ mình cần phải lịch sự khi nhận và gọi điện thoại, điều đó mình thể hiện lòng tự trọng và tôn trọng người khác. Tiết học của cô đến đây là hết. Cô chào các bạn.